Thưa quý vị, thưa các bạn, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương cuộc vận động là trưởng đoàn, vừa có buổi làm việc tại tỉnh Bình Dương và tỉnh Bình Phước. Tại Bình Phước, đoàn đã đến thăm và làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Hạt Điều Vàng, là doanh nghiệp khởi nghiệp với ước mơ đưa hạt điều tỉnh Bình Phước, Việt Nam đến với thị trường quốc tế. Do đó, ngay từ khi mới thành lập doanh nghiệp, đã xác định các sản phẩm hạt điều của doanh nghiệp đều sử dụng nguyên liệu từ hạt điều Bình Phước. Hiện nay, doanh nghiệp có 9 sản phẩm hạt điều được chứng nhận sản phẩm OCOP 4 sao, được tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Làm việc với doanh nghiệp, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho rằng doanh nghiệp nên chú trọng hơn tới thị trường trong nước. Sản phẩm của doanh nghiệp phải gắn với chỉ dẫn địa lý của Bình Phước, đồng thời chú trọng xây dựng thương hiệu để người tiêu dùng trong và ngoài nước dễ nhận biết được hạt điều Bình Phước, Việt Nam. Đoàn công tác đã có buổi làm việc với cửa hàng trưng bày sản phẩm tiêu biểu tỉnh Bình Phước thuộc Hợp tác xã Bombo Bình Phước. Đây là địa điểm trưng bày các sản phẩm đặc sản trong cả nước, trong đó tập trung các sản phẩm OCOP của tỉnh Bình Phước như điều, cam, hồ tiêu, bưởi da xanh, dưa lưới, v.v. Theo đại diện vụ thị trường trong nước Bộ Công Thương, thì để tạo sức lan tỏa của cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, hợp tác xã nên thường xuyên tổ chức các chương trình quảng bá, tham gia các hội chợ triển lãm, tuyên truyền để người tiêu dùng biết nhiều hơn hàng Việt và điểm bán hàng Việt. Về kiểm tra Bình Phước hôm nay thì chúng tôi nhận thấy rằng là Bình Phước đã có một cái cách làm rất là hay trong cái việc là phát huy lợi thế của tỉnh trong sản xuất, chế biến sâu những cái sản phẩm đặc sản vùng miền của Bình Phước. Trong đó có những mặt hàng như là hạt tiêu, điều hoặc là những cái loại rượu truyền thống đi từ những cái sản phẩm bản địa của địa phương. Và có thể thấy rõ rằng là chính quyền địa phương đã có những cái nỗ lực rất là lớn trong việc hỗ trợ cho các doanh nghiệp trên địa bàn của tỉnh khai thác được cái tiềm năng lợi thế của tỉnh. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng nhận thấy rằng là các doanh nghiệp trên địa bàn của Bình Phước cần có sự quan tâm hơn nữa đến vấn đề là tiếp cận thị trường thông qua những cái kênh mà Bộ Công Thương cũng như là Sở Công Thương và các bộ ngành đang nỗ lực triển khai. Bên cạnh việc là đã đi được cùng với Sở Công Thương trong tham gia các hội nghị kết nối cung cầu mà chúng tôi nhận thấy rằng là rất hiệu quả khi họ đã vào được một số cái hệ thống phân phối trong nước cũng như là đi xuất khẩu. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh Bình Phước, hưởng ứng cuộc vận động, các cấp, các ngành trong tỉnh đã tăng cường tổ chức các hoạt động hội chợ thương mại nhằm thúc đẩy các doanh nghiệp phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật để sản xuất ra các sản phẩm thương hiệu Việt có chất lượng cao, giá thành hợp lý, được người tiêu dùng trong nước chấp nhận. Tham gia những hoạt động giới thiệu, quảng bá hàng Việt ngay tại địa phương, thông qua các phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn, hội chợ triển lãm hàng Việt, phiên chợ không đồng, gian hàng bình ổn giá. Kiểm tra việc triển khai thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tại tỉnh Bình Dương, đoàn công tác đã có buổi làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn Nghệ Năng, chuyên sản xuất các sản phẩm quạt công nghiệp và siêu thị Aeon Bình Dương, nơi hiện đang phân phối trên 80% là hàng Việt. Theo báo cáo của Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, việc triển khai thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam là một nhiệm vụ mang tính lâu dài, đòi hỏi sự bền bỉ, kiên trì. Nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt là cần phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhằm thay đổi nhận thức, hành vi và văn hóa tiêu dùng của người tiêu dùng. Năm 2022, Thường trực Ban Chỉ đạo cuộc vận động tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các đơn vị thành viên cuộc vận động triển khai, thực hiện các nhiệm vụ đã được phân công. Sở Công Thương đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc, phối hợp với các phòng kinh tế, các huyện, thị, thành phố, cùng các siêu thị, trung tâm thương mại, thực hiện treo băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên toàn tỉnh về chương trình bình ổn thị trường. Đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Bình Dương đã đạt được, nhưng theo Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải, thì để cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Dương có tác động sâu rộng hơn nữa, thì các cơ quan ban ngành trong tỉnh cần triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Hiện nay thì Bộ Công Thương đã trình Thủ tướng Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê duyệt cái đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam giai đoạn 2021-2025. Đấy, thì đề nghị là tỉnh có cái tăng cường để triển khai cái này. Công tác quản lý thị trường ấy, chống hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng hóa không đảm bảo chất lượng, kể cả xâm phạm sở hữu trí tuệ, hàng giả, hàng nhái v.v.
Đấy, và chúng tôi cũng đồng quan điểm là cái việc này cũng không phải chỉ là công việc của lực lượng quản lý thị trường. Đây là lực lượng của tất cả các hệ thống chính trị, rồi các lực lượng chức năng thì cũng có cả công an, rồi thuế, rồi là rất nhiều các lực lượng thanh tra vân vân. Và đặc biệt là cái sự tham gia của người dân. Chúng ta vẫn phải có một cái kế hoạch xây dựng tổng thể, cái tuyên truyền, quảng bá các cái sản phẩm có thế mạnh của tỉnh Bình Dương. Thì đây cũng là một cái việc mà tôi nghĩ là một trong cái việc mà tôi nói đấy, là cuối cùng là phải đưa vào thực chất cái việc nâng cao năng lực cạnh tranh và nâng cao chất lượng của chính cái hàng hóa của chúng ta. Thì cái người tiêu dùng thì người ta mới tin dùng. Đấy, hoặc là người ta thậm chí sau này là tiến đến người ta tự hào thì quá tốt. Thế nhưng mà trước mắt người ta tin và người ta dùng thì cũng đã là một cái rất là tốt rồi. Bình Dương cũng cần tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc vận động bằng nhiều hình thức phong phú, hấp dẫn. Vận động các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức các đợt bán hàng Việt phục vụ người tiêu dùng, tổ chức các hội nghị kết nối cung cầu, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia hội chợ triển lãm trong và ngoài tỉnh nhằm tăng khả năng cạnh tranh, phát triển hệ thống phân phối, phát huy hơn nữa hiệu quả của vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.